Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của chợ ô tô Kinh Môn. Ngày hôm nay chợ ô tô Kinh Môn về thêm mẫu xe Hyundai Gentra sản xuất 2008 bản đủ 01 ngày taxi dịch vụ. Đó. Giá bán 150 triệu, biển Hà Nội, biển thủ đô. La răng đúc. Màn hình gầm lùi cảm biến lùi. Hàng tất cả xung quanh xe sơn xi sạch đẹp. Tất cả kính đã được dán cách nhiệt, phim cách nhiệt, chống nóng, chống tiêu UV, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2020. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2019. Đấy, bên ngoài thì sơn xi sạch đẹp, nội thất thì cực kỳ là đẹp các bác nhé. Khá là đẹp. Nội thất thì bên ngoài còn đẹp hơn là trong video các bác ạ. Bởi vì là điện thoại độ phân giải nó không cao, không có thể bằng bên ngoài được các bác nhé. Đấy. Giá bao rẻ nhất toàn quốc. Gầm mẹ không bằng mọt. Hóc bánh cũng không mà thì giả bác nhé. Lốp chỉ còn 9%, lốp chỉ gần như là mới thay xong. Vừa mới thay xong các bác ạ. Thất này khá là xinh xắn và đẹp. Máy móc cam kết là rất là ngon. Cam kết máy móc không ngập nước, xe không đâm đụng. Người này âm thanh hay. Em lỏ máy cho các bác xem nhé. Cốp thì là rộng rãi, lốp sơ cua đầy đủ và bộ đồ kích lốp theo xe cũng đầy đủ như các bác nhé, không thiếu một thứ gì cả. Biển 30A 11871. Điều hòa thì mà mát lạnh luôn các bác ạ. Điều hòa thì rất là mát. Xe này rất là đẹp, nội thất tươi. Đấy. Máy lẩu cực kỳ ngon. Bác có nhu cầu mua thì hãy liên hệ theo số điện thoại 0967661023. Mình gọi nhanh chóng để được sở hữu chiếc xe. Giá chỉ có 150 triệu thôi. Giá còn rẻ hơn chiếc Vios 205 Limo. Bản thiếu của Vios và taxi. Riêng xe này thì là em cam kết là không taxi. Nói sai thì bị hốt xe. Bác nào xa có thể mua trên video, nhìn em quay rất là kỹ, bạn có thể mua. Bởi vì xe thì em ở miền Bắc thì gần như là rất hay bán miền Nam, Vũng Tàu, Đà Lạt, Bến Tre. Các bác cũng không ra ngoài xem xe được, chỉ có xem video, sau đó là các bác chuyển tiền cho em chuyển xe cho bác thôi. Đấy, em thì đến 70% này bán trong miền Nam các bác ạ. Ở trong miền Nam xe nó giá nó cao hơn rất nhiều ở ngoài này. Nếu mà trong Nam này xe này nó rơi tầm 170 đến 175 triệu bác nhé. Tuy nhiên giá 150 triệu này là em chưa bao rút hồ sơ, chưa bao vận chuyển. Các bác có nhu cầu đó thì phải thêm tiền các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video.
video clip của em đến đây cũng là kết thúc. Các bác có nhu cầu mua xe hay tìm hiểu xe hãy nhớ đăng ký kênh để được theo dõi nhiều mẫu xe và cũng như để nắm bắt được giá nhiều xe các bác nhé. Chào tạm biệt tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau.